Phạm Hiếu, bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em cô chú. Lời chúc sức khỏe, bình an và muôn ngàn hạnh phúc đến tất cả quý khách hàng. Và sáng hôm nay thì ngày 13 tháng 3 năm 2021, Phạm Hiếu đang tọa lạc tại ấp 1 của xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và đang ghi cái video đăng sản phẩm đất vườn chia sẻ cho các anh chị em khách hàng đang có nhu cầu đầu tư mua để xây nhà nghỉ dưỡng. Và đây Hiếu đang đứng và mời các anh chị em cô chú ha. Thì hiện giờ cái sản phẩm đất này đang trồng chanh, đất rất là cao gáo và miếng đất này là 9.561 mét đất cây lâu năm, đường xe Honda và xe ba gác nha các anh chị em cô chú. Thì cách đường nhựa tỉnh lộ 816 đi vào trong miếng đất này là 950 mét bằng phương tiện, hai phương tiện xe Honda và ba gác. Đó thì miếng đất này thì đã bán được là hết 6.000 mét vuông rồi nghe các anh em, tức là 6 công. Còn lại 3 công thì chủ đã phân lô cho mình. Đây, đường hiện hữu trước mặt là đường 3,5 m nghe các anh chị em cô chú. Thì chủ bán sẽ bao cho mình rải đá xanh cho mình và bán bao đo vẽ tách thửa ra sổ hồng, ra bản vẽ công chứng và ra sổ hồng cho các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh và 24 quận huyện cũng như 63 tỉnh thành được đứng tên và mua xây dựng tự do trên đất cây lâu năm ở tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nha các anh chị em. Và trở lại màn hình thì miếng đất lô dưới thì bán cho anh Lâm ở Tân Bình rồi. Thì còn từ mặt tiền hai lô này liền kề là 48 mét, hậu dài là 41, tức là mỗi ngàn mét vuông là 24 mét mặt tiền, hậu dài 41. Ở phía dưới đây còn hai lô nghe các anh chị em cô chú, còn hai lô thì mỗi lô đất này 1.000 mét vuông là giá 330 triệu dành cho 1.000, còn hai lô liền kề là 660 triệu cho 2.000. Và chủ bán bao hết tất cả giấy tờ đo vẽ tách thửa và ra phí công chứng cũng như đăng bộ sang tên đóng thế cho các anh chị em luôn, chọn gói luôn là 1.000 mét vuông, là cực kỳ là rẻ trong thời điểm này, là giá 330 cho 1.000 mét vuông đất vườn tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Và chủ ưu tiên là bao gãi đá xanh cho các anh chị em, sau khi mà công chứng ra sổ hồng rồi thì sẽ gãi đá xanh lên cho các anh chị em. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ cho các anh chị em cô chú nào mà đang có nhu cầu muốn cái diện tích đất rất là rộng mà giá rất là rẻ, và đây chính là sản phẩm mà các anh chị em cô chú lâu nay đang theo dõi kênh YouTube bán đất vườn Long An của Phạm Hiếu thường nhật đó. Thì nếu các anh chị em cô chú nào mà ưng ý để lập một cái nhà vườn đất rộng, không khí trong lành, mát mẻ và tiện lợi đi đứng ở các nơi như đất này cách chợ của Bình Hòa Nam và ủy ban trường mầm non cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế cũng như nhiều công ty, thì cách khoảng một cây gửi số thôi các anh chị em ơi, cô chú ơi, rất là gần. Và đất này về là thành phố Hồ Chí Minh mắc khoảng công viên Phú Lâm thì mắc khoảng 41 cây số thôi, hơn một giờ đồng hồ thì tính ra cũng rất là gần, và đất thì rất là sáng và cao gáo trong lành đó. Thì đường này thì chủ nhân cũng sẽ bao cho mình rải đá xanh. Còn lô trên thì còn một lô duy nhất là ngang 18,5 m, hậu dài 54, đất hai mặt tiền. Thì lô trên là 360 nha các anh chị em cô chú. Tất cả thì cái sản phẩm này nó rất là tương thích và dễ cho các anh chị em cô chú có thể bỏ số tiền mình đầu tư xin lời. Và các anh chị em cô chú nào mà có điều kiện mua để dành của cho con cho cháu nghỉ dưỡng, đây chính là một sản phẩm xin lời rất là tốt cho các anh chị em cô chú. Đất này rất là rẻ nha, Hiếu nhắn lại là rất là rẻ, cực kỳ là rẻ luôn. Nên anh chị em cô chú mà có điều kiện thì nên gọi cho Phạm Hiếu là 0913 871 833, để mình đi xem cái miếng đất này, mình chấm bút mình chốt. Và tương lai rất là gần thì xin lời rất là cao cho các anh chị em cô chú ha. Thì sản phẩm này là tháng 3 rất là rẻ nha các anh chị em, cho nên anh chị em cô chú mình tranh thủ đi đó. Thì còn cái lô trên là một lô duy nhất là 360, thì chủ cũng bán cho mình là bao hết tất cả giấy tờ đóng thế ra sổ hồng cho mình luôn. Thì sẵn việc Hiếu hôm nay có dẫn khách đi, Hiếu xin chia sẻ cái video này tiếp theo cho các anh chị em cô chú nào mà chưa có thấy được cái sản phẩm này thì có thể xem rõ được tường tận như mình đã đi xem trong đất vậy đó. Đường phía này là đường cũng 3,5 m luôn, chủ cũng bao đá xanh cho mình luôn nha các anh chị em cô chú đó.
rồi á, là cái video này thật và giá được niêm yết thật luôn, và chỗ rất là cực kỳ là uy tín. Nên Hiếu xin chia sẻ là nếu các anh chị em cô chú nào mà ưng ý cái sản phẩm này khi đi coi thì mình có thể đặt cọc là 20 triệu 30 triệu đó, thì hai bên thỏa thuận là khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi có bản vẽ ra tên mình, rồi ra công chứng trả đủ, thì bên dịch vụ nhà đất của Phạm Hiếu sẽ tiến hành để mà đi đăng bộ công chứng, đăng bộ sang tên ra sổ hồng cho các anh chị em, thì mất khoảng 21 ngày làm việc của bên nhà nước, thì mình sẽ có cái sổ hồng mình cầm tay, sau đó mình để ở nhà, mình có xây dựng thì lên đây xây dựng, còn nếu mình đầu tư thì gửi lại bên dịch vụ nhà đất Phạm Hiếu cũng sẽ đăng cái video chia sẻ bán cái sản phẩm cho các anh chị em, để các anh chị em cũng có điều kiện xin lời rất là tốt nha. Thì Hiếu xin chân thành chia sẻ cái video này gửi đến tất cả khách hàng đó. Và đây thì Hiếu xin chia sẻ luôn là lô trên đây còn một lô trong cái miếng đất này nữa là hết rồi nha các anh chị em. Cái sản phẩm này mà đã bán đi ra rồi thì không bao giờ có cái sản phẩm thứ hai mà cái giá tiếp theo rẻ như vậy nha. Cho nên Hiếu chia sẻ đến quý khách hàng mà thấy được thì nên cố gắng để mà đầu tư sớm. Đất cây lâu năm, đường thì đường bờ kinh nè, trên sổ hồng có thể hiện đất đường bờ kinh nghe các anh ấy, anh chị em đó. Rồi cái lô này 360 là từ cái miếng nhà này đi qua đây là 18 mét rưỡi các anh em. Hậu dài 54 hai mặt tiền là giá 360 cũng bao hết tất cả sổ hồng cho mình luôn á. Thì đường rất là to nè, chủ cũng bao đá xanh cho mình luôn. Không khí ở đây thì trong lành, mát mẻ, rất là thích hợp cho các anh chị em cô chú mình mua để mà nghỉ dưỡng thứ bảy nhật, những ngày lễ ngày Tết mình có thể về đây cắt một cái nhà giường, một túp liều chanh, mình ở đây mình nghỉ dưỡng mát mẻ, an cư lạc nghiệp, rồi mình về thành phố Hồ Chí Minh, và cái tương lai á cho con cho cháu mình rất là tốt luôn, và giá thì rất là rẻ. Nên cái sản phẩm này thì Hiếu nhắc các anh em nha, nên cố gắng đầu tư. Còn chỉ có 3 cái sản phẩm mà thôi, chỉ có 3 cái sản phẩm là 3.000 m², nên các anh chị em cố gắng nha. Không thể nào mà quay lại chỉ cần mà qua tay người khác rồi á thì sản phẩm này nó sẽ được nâng lên một cái giá là anh chị em cô chú sẽ ngỡ ngàng. Cho nên đất này chưa qua một đầu tư nha, còn mới tinh tách, cho nên á, sổ hồng chính chủ nhân người ta bán cho mình là chưa qua một ép nào cả đó. Cho nên anh chị em tận dụng cái cơ hội này, cái video của Phạm Hiếu, thì anh chị em cố gắng, nếu mà tin tưởng anh chị em cũng có thể là nhờ Phạm Hiếu như thế nào đó tư vấn cho các anh chị em, thì cái miếng đất này cố gắng nên mua và đừng để lạc mất cái cơ hội nghe các anh chị em. Thì cảm ơn các anh chị em cô chú mình đã xem cái video, và nhớ đăng ký kênh, like và share ủng hộ giúp Phạm Hiếu để kênh mình được nổi bật và được nhiều người xem, cũng như các anh chị em cô chú mình cập nhật cái thông tin khi mà Phạm Hiếu đăng lên thì báo tiếng chuông cho các anh em để anh em kịp thời mở ra xem và có thể chốt sớm để mình nắm bắt được cơ hội đầu tư sớm nhất nha các anh chị em cô chú. Và Hiếu xin chúc tất cả các anh chị em cô chú mình một buổi trưa hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2021 là chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các anh chị em tại miếng đất này nha. Ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại